Xin được tiếp tục với các thông tin về thị trường hàng hóa. Chỉ số Mỹ với Index chốt ngày tăng 0,55% lên 2.300 điểm vào ngày hôm qua. Giá trị giao dịch toàn sở tăng 1,4% và đạt trên 5.000 tỷ đồng. Tâm điểm chú ý của thị trường trong ngày hôm qua thì hướng đến nhóm nguyên liệu công nghiệp, Nếu mà ghi nhận những biến động rất mạnh của nhiều mặt hàng quan trọng. Ở chốt ngày 7 tháng 5 thì giá ca cao đã tăng vọt tới trên 13% lên 8.610 đô la Mỹ một tấn, dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường. Bất đợt giảm giá mạnh trong giai đoạn gần đây. Còn ở chiều ngược lại thì giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7 trên sở London lao dốc 4,6% là mặt hàng duy nhất trong những nguyên liệu công nghiệp mà đóng cửa giảm giá. Còn ở thị trường nội địa thì ghi nhận trong sáng nay thưa quý vị giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ giảm mạnh 4.000 đồng mỗi ký. Đưa giá thu mua cà phê trong nước về mức là từ 95.000 cho tới 96.200 đồng một ký. Chỉ trong vòng hơn một tuần đầu tháng 5 thì giá cà phê trong nước đã giảm sâu. 37.000 đồng mỗi ký.